Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog Thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog Bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Like và chia sẻ để động viên Và cũng là để nhận được các video mới nhất Từ kênh Thành Đô Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1 Trang 17 và trang 18 Luyện từ và câu, bài từ đơn và từ phức. Thì trước khi giải các bài tập của bài này, các em cần phải ghi nhớ một số kiến thức cơ bản như sau. Một nhỏ, tiếng cấu tạo nên từ. Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn. Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ phức. Ví dụ như câu tiếng cấu tạo nên từ thì từ từ tiếng này, từ tiếng này người ta gọi là từ đơn. Từ chỉ gồm một tiếng, từ tiếng này chỉ gồm một tiếng, từ tiếng này gọi là từ đơn. Từ nên này chỉ gồm một tiếng và từ nên này cũng gọi là từ đơn. Từ cấu tạo từ cấu tạo gồm hai tiếng. Như vậy từ cấu tạo người ta gọi là từ phức. Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn, từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ phức. Và ở đây, từ ghi nhớ gồm hai tiếng, cho nên từ ghi nhớ này là từ phức. Rồi, các em chỉ cần ghi nhớ là tiếng cấu tạo lên từ. Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn từ gồm hai hay nhiều tiếng thì gọi là từ phức thứ hai là từ nào cũng có nghĩa và dùng để tạo lên câu tiếng cấu tạo lên từ còn từ dùng để tạo lên câu và bây giờ mời các em vào phần bài tập một la mã nhận xét câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo. Nhờ bạn giúp đỡ lại có trí học hành nhiều năm liền, hạnh là học sinh tiên tiến. Thì ở đây chúng ta biết là mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo. Từ nhờ này chỉ có một tiếng như vậy từ nhờ này là từ từ đơn. Từ bạn này chỉ có một tiếng, như vậy từ bạn này là từ đơn. Giúp đỡ, từ giúp đỡ có hai tiếng, như vậy từ giúp đỡ là từ từ phức. Từ lại có một tiếng. Từ lại là từ đơn. Từ có có một tiếng. Từ có là từ đơn. Từ trí có một tiếng. Từ trí là từ đơn. Từ học hành có hai tiếng từ học hành là từ phức, từ nhiều, từ năm, từ niên. Ba từ này có một tiếng, ba từ này là là ba từ đơn. Từ hạnh có một tiếng, từ là có một tiếng. Như vậy từ hạnh là từ đơn và từ là là từ đơn. Từ học sinh có hai tiếng, từ học sinh là từ phức. Từ tiên tiến có hai tiếng, như vậy từ tiên tiến là từ phức. Rồi bây giờ mời các em vào bài tập số 1. Hãy sắp xếp các từ trên thành hai loại và điền vào cột tương ứng. Từ chỉ gồm một tiếng hay còn gọi là từ đơn. Ở đây người ta làm mẫu là từ nhờ. Từ gồm nhiều tiếng hay còn gọi là từ phức. Và ở đây người ta làm mẫu là từ giúp đỡ. Thì như phân tích ở trên, chúng ta biết trong câu trên thì chúng ta có các từ đơn là từ nhờ, từ bạn, từ lại, từ có, từ trí, từ nhiều, từ năm, từ liền, từ hạnh, từ là. Thì đây là các từ chỉ có một tiếng. Như vậy các từ này người ta gọi là là các từ đơn. Từ gồm nhiều tiếng hay còn gọi là từ phức. Thì ở trong câu trên chúng ta biết là từ giúp đỡ. Học hành Học sinh Tiên tiến Thì các từ này gồm hai tiếng Mỗi từ gồm 2 tiếng Như vậy các từ này người ta gọi là Là các từ phức Rồi bây giờ mời các em sang bài 2 Trả lời câu hỏi Theo em tiếng dùng để làm gì? từ dùng để làm gì thì ngay ở phần đầu phần ghi nhớ chúng ta đã biết là tiếng dùng để cấu tạo lên từ một từ có thể có một tiếng hoặc có thể có hai tiếng hoặc nhiều tiếng một tiếng là từ đơn hai hay nhiều tiếng là từ phức như vậy tiếng dùng để cấu tạo lên từ từ dùng để làm gì? Từ chúng ta dùng để tạo lên câu. Từ nào cũng có nghĩa dùng để tạo lên câu. Rồi bây giờ mời các em sang phần 2 la mã là luyện tập. Bài tập số 1. Dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong câu thơ sau. Rất công bằng rất thông minh vừa độ lượng lại đa tình đa mang bây giờ các em dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ đầu tiên câu thứ nhất câu thơ thứ nhất rất công bằng rất thông minh rất là từ đơn công bằng là từ phức rất là từ đơn thông minh là từ phức vừa là từ đơn độ lượng là từ phức lại là từ đơn đa tình là từ phức đa mang là từ phức. Như vậy các em đã dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong trong hai câu thơ dưới. Rất công bằng, rất thông minh, vừa độ lượng lại đa tình đa mang. Và các em luôn ghi nhớ là từ chỉ có một tiếng thì gọi là từ đơn và từ có hai hoặc nhiều tiếng thì gọi là từ phức. Tiếng để cấu tạo lên từ, tiếng dùng để cấu tạo lên từ và từ dùng để tạo nên câu và các em nhớ là từ nào cũng có nghĩa viết lại các từ đơn và từ phức trong hai câu thơ trên từ đơn từ phức từ đơn là các từ chỉ có một tiếng rất vừa lại rất vừa lại từ phức là từ có hai hoặc nhiều tiếng công bằng thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang. Rồi bây giờ mời các em sang bài tập số 2. Tìm trong chuyện Bình Minh hay Hoàng Hôn, tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 27 và viết lại ba từ đơn, ba từ phức. Rồi các em, để làm được bài này thì chúng ta sẽ đọc lại chuyện Bình Minh hay Hoàng Hôn trong sách tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 27 mà các em mở sách tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 27 chúng ta cùng đọc lại bài Bình Minh hay Hoàng Hôn trong phòng triển lãm tranh hai người xem nói chuyện với nhau một người bảo ông thử đoán xem bức tranh này vẽ cảnh Bình Minh hay cảnh Hoàng Hôn tất nhiên là tranh vẽ cảnh Hoàng Hôn vì sao ông lại khẳng định chính xác như vậy là bởi vì tôi biết họa sĩ vẽ tranh này nhà ông ta ở cạnh nhà tôi. Ông ta chẳng bao giờ thức dậy trước lúc bình minh. Thì trong câu chuyện này chúng ta dễ dàng tìm được các từ chỉ có một tiếng, đó là từ đơn và các từ có hai hoặc nhiều tiếng đó là các từ phức. Ví dụ như từ trong là là từ đơn. hai từ triển lãm, triển lãm là từ phức, triển lãm. Từ hai là từ đơn. Từ người là từ đơn, từ xem là từ đơn. Từ nói là từ đơn, từ chuyện là từ đơn. Từ với là từ đơn, từ nhau là từ đơn. Từ đoán là từ đơn. Xem là từ đơn, bức tranh là từ phức. Từ vẽ là từ đơn. Bình minh là từ phức. Hoàng hôn là từ phức. Từ cảnh là từ đơn. Tất nhiên là từ phức. Hoàng hôn là từ phức. Rồi, có rất nhiều từ đơn và có rất nhiều từ phức. Chính xác là từ từ phức, khẳng định là từ phức. Vì sao là từ từ phức? Ông là từ đơn. Rồi, có rất nhiều Như vậy tùy các em, các em có thể viết chọn ba từ đơn nào vào đây cũng được, ba từ phức nào các em viết vào đây cũng được. Ví dụ như ở đây thì thầy giáo sẽ viết ba từ đơn là xem, đoán, vẽ, ba từ phức là bình minh, bức tranh, họa sĩ. Rồi bây giờ mời các em sang bài tập số 3, đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2. Các em nhớ, các em chỉ cần đặt câu với một từ đơn thôi, các em chọn ra một từ đơn các em đặt câu. Và chọn ra một từ phức các em đặt câu, không cần phải đặt hết cả ba từ. Ba từ đơn hoặc không cần phải đặt hết với cả ba từ phức. Đặt câu với một từ đơn. Ví dụ như là đặt câu với từ đơn là từ xem. Thì ở đây chúng ta có câu là Hà đang ngồi xem TV. Rồi tiếp theo là chúng ta đặt câu với một từ phức. Ví dụ ở đây. Chúng ta chọn từ bức tranh. Thì chúng ta đặt câu là bức tranh em vẽ thầy khen rất đẹp. Như vậy là có rất nhiều cách đặt câu. Các em có thể tùy ý thích đặt câu như thế nào đặt. Các em chọn từ nào, các em đặt câu thì các em chọn. Các em có thể chọn từ ví dụ như từ đoán. Bạn thử đoán xem. Trong tay mình cầm cái gì? hoặc là đặt câu với từ hoàng hôn em rất thích ngắm cảnh hoàng hôn trên biển tức là có rất nhiều cách đặt câu rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh thành đô vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông like và chia sẻ để động viên và cũng là để nhận được các video mới nhất từ kênh thành đô vlog và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo